Chương 394: Không vực cầu vồng. Không vực trưởng tọa muốn gặp ta. Thôi chết rồi, ta đâu có. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi vì nghe ngữ khí Ngọc Giản hình như có tia bất tiện. Chuyện gì thế? Đám thần toán tử ảo ảo chạy vào nhìn Bạch Tiểu Thuần lo lắng. Thiếu tổ, Tình Không Đạo Cực Tông hạ xuống vòng mệnh cấm mọi người buôn bán Chí Huyễn Đan. Đây nhất định là Thông Thiên Công Hội giờ cho quỷ là muốn cắt đứt còn đường sống chúng ta. Thứ Bảo Tài nghiến răng, bán thứ này rất lời, thu thập điểm rất lớn. Hắn sống tận sung sướng, giờ là mọi thứ được bị chặt đứt, sao là không vội. Thủ lĩnh sao bây giờ? Nếu không có Chí Huyễn Đan, Thanh Long Hội chúng ta gặp nguy hiểm. Lúc trước khuếch tán quá rộng, hơn nữa là lệnh cấm Chí Huyễn Đan, giờ này là lan tỏa khắp thành. Tất cả tu sĩ Thanh Long Hội bối rối, những cái nguồn khác Thanh Long Hội đều không thể so sánh Chí Huyễn Đan. Nếu không có Chí Huyễn Đan, với quy mô cực lớn Thanh Long Hội mọi thứ trở thành gánh nặng, vì cái gì cũng cần phải có điểm cống hiến. Nếu kéo dài nhất định là hội phải giảm bớt quy mô, Thiên Công Hội nhất định là thừa cơ tấn công mọi mặt. Kỳ thật nguyên nhân lớn nhất là Thanh Long Hội không có chỗ dựa. Gấp cái gì? Bạch Tô Thuần lên tiếng. Hắn là Thanh Long Hội thủ lĩnh, là kim đan tu sĩ, càng là người sáng tạo Chí Huyễn Đan, có thể nói là một cái tay hắn dựng nên Thanh Long Hội. Dù là người thường, mặc kệ hắn mọi ngày, nhưng mà sự hiện hữu của hắn đối với mọi người chính là định hải thần châm. Thiên Công Hội có lai lịch, ta chẳng lẽ không có? Bạch Tiểu Thuần đứng dậy hất cằm chỉ vào Ngọc Giản trước mặt. Các người xem đây là cái gì? Lúc này mọi người thấy Ngọc Giản chỉ có người được kinh hô. Đây là không vực thải hồng trưởng giáo mệnh. Ta vừa thấy một đạo cầu vồng từ không vực cầu vồng bay ra bay thẳng tới, thì ra là tìm thủ lĩnh đại nhân. Chẳng lẽ thủ lĩnh đại nhân và không vực có quan hệ đặc thù? Đám Hứa Bảo Tài mờ mịt ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, vặt hết óc nghĩ không ra Bạch Tiểu Thuần và không vực trưởng tọa quan hệ gì. Các người biết là tốt, ta hiện tại phải đi bái kiến không vực trưởng giáo, mọi chuyện chờ ta về rồi nói. Bạch Tiểu Thuần cất Ngọc Giản hất cảm đi ra mật thất. Bạch Tiểu Thuần diễn quá giỏi, ngay cả đám Trường Đại Bản cũng bị lừa, nhìn hắn đi xa mà lòng đầy tin tưởng và phấn khởi chờ mong. Nhưng Bạch Tiểu Thuần mới ra khỏi Thành Lòng Hội động phủ, cả người sụ xuống, mặt buồn rười rượi, vô cùng tức giận. Thiên Không Hội, không vực trưởng giáo tìm ta làm cái gì nhỉ? Bạch Tiểu Thần vội vàng chạy tới khu nội thành, ở đó có một cái khu chuyên vực chuyên môn thông lên cầu vồng. Trừ khi là tấn chức áo vàng mới có thể phi thăng bất cứ nơi nào, áo cam và áo đỏ cần phải ở nơi này có tín vật mới lên được. Bạch Tiểu Thần tới chuyển tống trận lấy Ngọc Giản áp vào, tới khi hiện ra hắn là ở tầng cầu vồng thứ 3. Xung quanh hắn là các lầu các đẹp đẽ, đường lát ngọc xanh, tiên cây trái linh khí, khung cảnh y như tiên cảnh. Ở đây cũng ảo nước động phủ, linh khí bay nhảy khắp nơi, cả thế giới chìm trong cái màn ánh sáng lung linh bảy màu, cực kỳ xinh đẹp. Xa xa mấy người tu sĩ áo vàng thong thả dạo bước, cả thế giới cầu vồng an tĩnh, không hề lào nhào lộn xộn như dưới không thành, càng không có biển người đông nghìn nghịt. Tu sĩ ở đây cũng nhẹ nhàng lãnh đạm, quanh người có vầng sáng kỳ dị vẩn quanh, thoạt nhìn đã biết không tầm thường. Nhất là đây hình như có tầng cấm chế đặc thù, khiến linh khí lồng đậm nơi đây nhu hòa hơn, giúp hấp thụ không bị gia tăng tiêu hao. Khu cầu vồng này cực kỳ rộng, dù không bằng không thành ít nhất cũng bằng một nửa. Bạch Tiểu Thuần còn đang ngẩn người, hư không bỗng vặn vẹo, một nữ tử áo vàng từ hư không bước ra, tóc xóa vai, tướng mạo xinh đẹp, sau nhìn lạnh lùng. Người là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn kỹ cô gái này, tu vị chẳng qua là kết đan sơ kỳ, cũng là sơ kỳ đỉnh phong, nhưng cách cô ta xuất hiện làm hắn kinh ngạc. Đây lần đầu hắn thấy tu sĩ cùng cảnh ở Tinh Không Đạo Cực Tông. Đúng là Bạch Mỗ. Ngươi là người phương nào? Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt. Nếu đối phương tu vị cao hơn mình thì thôi, nếu chỉ bằng mình, Bạch Tiểu Thuần hắn không thua kém. Chắp tay sau lưng ngạo nghễ gật đầu. Theo ta đi, sư tôn muốn gặp người. Chú ý cất bộ của ta, đi lầm đường tu sĩ cái đàn ở đây cũng phải chết. Lữ tử lãnh đạm quay người bay đi. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy tập trung hẳn, vội bay theo. Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn xuống. Khu vực này là hình tròn tổng cộng 5 vòng, càng vào trong càng quạnh quẽ, uy áp càng mạnh. Không bao lâu hắn tới một nơi, thấy cách đó không xa có ngọn núi cao sừng sững, bảy màu, trên núi không có cây nào. Trên đỉnh có một cái tòa đại điện toàn thân màu xám, nhìn rất bình thường nhưng lại tràn ra khí thế khó tả, làm hắn cứ tưởng nó không phải đại điện mà là viễn cổ hùng thú.
Nữ tử không dẫn Bạch Tiểu Thuần lên núi mà dừng chân ở dưới chân núi, lùi lại mấy bước không có nói gì. Bạch Tiểu Thuần còn đang kinh ngạc, giọng nói uy nghiêm từ đại điện trên đỉnh núi vọng xuống. Bạch Tiểu Thuần, người biết tội hay không? Chương 395, Đỗ Lăng Phỉ lại xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần nghe hỏi mà cảm khái, thực cảm ơn đám trưởng bối kia của Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông. Hồi đó, lúc họ hủ doãn cũng nói ý mấy chữ như thế. Thế nên giờ Bạch Tiểu Thuần nghe mấy chữ này hiểu ngay sẽ chẳng bị sao. Trưởng bối mà hỏi thế này là muốn hủ dọa một phen quá lắm thì cho một cậy, sau đấy nào? Cho một cái gì đó. Nghĩ thế Bạch Tiểu Thuần biết mình phải làm gì. Hắn bày ra vẻ mặt cay đắng như không cam lòng lại bị vẫn thêm cái sự hùng xung kính và khát vọng tình không đạo cực tông, theo chút nhớ mong nghịch hà tông đủ lại biểu hiện trên mặt, tạo lên cái sự chua xót bất đắc dĩ. Đứng đó trầm mặc không nói, yên lặng ôm quyền cúi đầu, dường như nhiều lời muốn nói nhưng lại không nói lên lời. Một câu không cần nói vì biểu cảm của hắn cũng nói thành rất nhiều. Cái kế thê thảm này hắn học được ở Huyết Khê Tông, lần nào dùng cũng hiệu quả, lần này không ngoại lệ. Cả cô gái mặt lạnh lùng cũng nhìn biểu lộ của hắn và sửng sốt. Trên đại điện cũng lại im lặng một lúc. Mà thôi, ngươi dù sao cũng là con tin nghịch hạ tông, nghịch hạ tông cũng là tà tông môn liên quan không vực. Đưa đan dược phương trí huyễn đan ra, đan này tuy có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nhưng cũng có chỗ kỳ diệu. Sẽ không bắt người giao không công, lão phu có thể cho người 100 vạn điểm cống hiến, giúp người tấn chức áo bảo ngay tức khắc. Từ nay rời khỏi không thành phi thăng tới đây. Hồi lâu giọng nói uy nghiêm vang lên, nữ tu lạnh bằng mở to mắt khó tin nhìn đại điện. Bạch Tuân đắc ý nhưng bề ngoài giữ vẻ cay đắng. Lòng là đắc ý một chút, coi thưởng hắn là rất nhiều điểm cống hiến rồi, muốn tới đây thì sớm tới. Một bữa cơm của hắn là tốn mấy vạn điểm, còn thua mua cả mấy cái khôi lỗi thị lữ. Một tháng chỉ dùng của hắn không chỉ 100 vạn điểm cống hiến. Kẻ đần mới đến đây, ở dưới kia sống sướng hơn nhiều, hồ phòng hoán vũ, tu hành cũng nhanh không bị ảnh hưởng. Bạch Tiểu Thuần lòng hạ quyết tâm, nhất định lần này sau khi tới, thấy người lây lầy lạnh như băng, cảnh vật quạnh quẽ, lòng cực không muốn tới. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn đại điện, nghiêm nghị ôm quyền. Trưởng tọa, đan phương này đệ tử nguyện đưa cho tông môn, về phần điểm cống hiến đệ tử không dám nhận. Dùng cách thế này tấn chức áo vàng không phải là nguyện vọng của đệ tử, không hợp với đạo của đệ tử. Bạch Tiểu Thuần dù trở thành áo vàng cũng là dựa vào hai bàn tay mình kiếm lấy. Bạch Tiểu Thuần rất là chính khí. Nữ tu lạnh lùng lại quay sang nhìn hắn thêm mấy lần, vốn là ngạc nhiên vì sự trao đổi của trưởng tọa sư tôn. Cô là đệ tử của người nhiều năm, chưa bao giờ thấy sư tôn hào phóng như vậy. Nhưng mà phản ứng dứt khoát Bạch Tiểu Thuần còn làm tu có cho cô ngạc nhiên hơn. 100 vạn điểm cống hiến với tu sĩ bình thường là 60 năm, nhiều người cũng không tích nghĩ nổi. Không vực trưởng tọa nếu không phải hiểu rõ hành vi Bạch Tiểu Thuần ở không thành cũng là kinh ngạc. Từ ngày chấp trưởng công vực, nó chưa gặp ai cự tuyệt trở thành đệ tử áo vàng bao giờ. Lão ngồi trong đại điện thần sắc cổ quái, nhìn nữ tử thân ảnh mơ hồ cách lão không xa. Người kia nhìn xuống chỗ Bạch Tiểu Thuần, mắt phiền muộn và phức tạp. Cô gái này như huyễn như thật, xung quanh là hư không vặn vẹo, có bị vỡ một ít, cho thấy hoặc là cô là tu vị kinh người, hoặc trên người mang theo chí bảo cực mạnh. Thấy cô gái không phản ứng, không vực trưởng tọa thấy đau đầu. Đàn phương kia, lão đầu có cần, chỉ là cô lương này tới đây bảo lão chiếu cố Bạch Tiểu Thuần, lão mới tìm cớ lôi tên này lên. Bằng không với thân phận không vực trưởng, lão dù đã không phải thiên nhân, cũng là lửa bất bước thiên nhân đại năng, sau đó thèm khát để mắt một cái kết đan nhỏ nhỏ. Thế mà Bạch Tiểu Thuần cự tuyệt, làm không vực trưởng tọa thấy phiền, cô lương kia cũng là đứng đậy. Lão đành phải nói, đừng nói lời với thân phận lão phu, sao có thể lấy không đồ của ngươi, có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần trong khả năng lão phu làm được, lão phu tận lực thỏa mãn. Câu nói này làm lữ tù kia lạnh lùng hết hồn, hoàn toàn thay đổi ấn tượng của mình với sư tôn. Đây đâu phải là trao đổi, đây là tặng không rồi. Bạch Tiểu Thuần này có lai lịch gì? Nữ tu mở to mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng kinh ngạc hổ nghi, ngẩng đầu nhìn đại điện, cảm thấy chuyện này không đúng. Sao nhìn kiểu gì cũng là giống đối phương không cho thì không được, kiểu mình mà từ chối thế nào cũng nổi giận cho xem. Bạch Tiểu Thuần không đang chần chừ, đại điện lại vang tiếng thúc giục. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, trưởng lão tiền bối, lão nhân gia ngoài có tâm ý đệ tử xin cảm tạ. Nếu quả thực muốn thưởng cho ta ở dưới không thành vẫn luôn không có nhà, toàn phải đi thuê, lúc nào cũng phải phập phòng. Người cũng biết ta lẻ loi trơ trọi, rất muốn có một cái nhà, vậy là hay là người tặng ta một miếng đất được không? Ta sẽ dựng nhà. Bạch Tiểu Thuần thấp thỏm chờ mong nhìn đại điện.
Hắn vẫn tưởng đối phương là ngần ngừ, không ngờ nói xong, tay điện bay ra một cái cờ nhỏ màu. Bảy màu bay thẳng trước mặt hắn. Trừ hướng đông nam của ba thành, hướng tây bắc của hai thành nội, ngươi có thể chọn bất cứ chỗ nào trống, cắm cờ xuống, trong vòng 10 dặm xung quanh là đất của ngươi. Không vực trưởng tọa thở phào nói nhanh, sau đó từ trên núi, một cái luồng lóng lánh lực đẩy Bạch Tiểu Thuần và Lữ Tu lạnh lùng không ngừng bay lui. Lữ Tu bối rối, nhìn chằm chằm cái cờ nhỏ màu trong tay Bạch Tiểu Thuần, mắt sáng rực. Cô là đệ tử trưởng tọa song chưa bao giờ có đãi ngộ thế này, mà Bạch Tiểu Thuần có được sư tôn tặng một mảng đất sở hữu riêng. Phải biết ở không thành, một miếng đất rộng chừng 10 dặm giá trị rất lớn, không thể nào tả được. Thế mà nói là trò, khiến nữ tu này lạnh lùng như muốn phát điên. Bạch Tiểu Thuần này nhất định là thân phận rất lớn. Thực cho, Bạch Tiểu Thuần cầm cờ ngơ ngác, lùi khỏi trăm trượng mới ngẩng đầu, nhìn ngọn núi. Hình như hắn là nhìn thấy cửa đại điện có một nữ tử, nhưng nhìn không rõ, đến khi muốn nhìn kỹ là nhìn không thấy. Bạch Tiểu Thuần nghi hoặc, nữ tử kia xuất hiện đứng im ở đó mặt che thi thào. Tiểu Thuần, đã lâu không gặp. Nữ tử trầm mặc một lát, cơn gió thổi qua hất lên góc khuôn che mặt. Nếu Bạch Tiểu Thuần thấy nhận ra gương mặt này bảy phần giống Đỗ Lăng Phỉ. Một lúc sau cô gái kia cười rạng rỡ, nụ cười mang theo chúc phúc và trở mong. Chương 396, tập hợp lại. Bạch Tiểu Thuần rời cầu vòng trở về, cả quãng đường luôn chỉnh trong sững sờ khó hiểu. Nữ tử dẫn đường thì không ngừng vụng trộm dò xét Bạch Tiểu Thuần. Tới khi đưa Bạch Tiểu Thuần tới chỗ truyền tống trận, cô mới khẽ cười hạ người cúi đầu. Bạch Huỳnh núp trước thất lễ, tiểu muội Thanh Huyền. Ánh sáng truyền tống xuất hiện chặn giữa hai người, giọng kia bị vặn vẹo. Tới khi Bạch Tiểu Thuần nghe được, hắn ngay sau đó nghe thấy tiếng người huyền náo ồn ào ở không thành. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình như mơ, vừa nhìn xuống cái cây cờ nhỏ bảy màu trong tay mà kích động. Thực sự đưa cho ta, Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn khởi, ngẩng đầu nhìn lên cầu vồng thì thào, là ai giúp ta vì không vực trưởng tọa, cho đến khi ta rời đi cũng không hề đòi lấy đan phương. Bạch Tiểu Thuần đi thành bắc, chợt nghe thấy đám người xung quanh bàn tán thành long hội. Nghe gì chưa, chí huyễn đan độc địa kia mà nuốt vào tâm thần bị tổn thương vĩnh viễn, rất là ác độc. Đâu chỉ là gây tổn thương tinh thần, nếu dùng quá nhiều là giảm tư chất, khiến người ta dễ bị điên cuồng. Ta nghe nói có người dùng nó mà chết. Thật quá đáng, chí huyễn đan là làm người ta bị nghiện, nếu một thời gian không dùng cũng bị điên. Các phương thức độc ác này do là Thanh Long Hội làm ra, là do Thanh Long Hội thủ lĩnh luyện chế ra. Các người nhớ không, siêu cấp tịch cốc đan đó là do hắn luyện chế, là một độc ma. Bạch Tiểu Thuần nghe tới đó lòng không vui. Chí huyễn đan của hắn tuy có khuyết điểm nhỏ, tuyệt không bao giờ gây tổn thương vĩnh viễn mang đến điểm tốt. Còn chuyện người dùng nó mà chết đương nhiên chưa từng. Những cái kẻ này nói y như thật, lan truyền rộng rãi, nhất là khu vực thành bắc hay nhiều hơn khu vực khác. Hầu như mọi người tức giận về chuyện này, căm hận Thành Long Hội, oán hận Thành Long thủ lĩnh. Nếu bây giờ ai nhận ra Bạch Tiểu Thuần giống một tiếng, đoán chừng có một đám người nhào vô đánh hắn. Bạch Tiểu Thuần để an toàn cũng nào, hồ Thành Long Hội bệ bạ rồi chạy về phía Thành Long Hội động phủ. Vừa về tới, đám hứa bảo tài chờ sẵn nọ tới muốn khóc. Thiếu tổ tiền không hội quá vô sỉ, chúng chuyển tin khắp nơi, hô hoan Thành Long Hội chúng ta, nhiều tu sĩ trong hội lại âm thầm bỏ đi. Việc này ảnh hưởng quá lớn, căn bản khống chế không nổi. Thần toán tử cười khổ, tuy là có đề phòng những quy mô của họ không bằng Thiên Công Hội, nhất là về mặt tung tin, căn cơ Thiên Công Hội rất sâu và quan hệ rộng. Bạch Tiểu Thuần tức giận, chí huyễn đan này do thằng Thiên Công Hội bán trước tiên, là ăn cắp sương mù gây ảo giác quán, sơ đổ hết chụp mũ lên Bạch Tiểu Thuần. Sự vu oan này hắn giận sôi người, cộng với việc siêu cấp tịch cốc đan hắn chịu không nổi. Cơ bản chúng ta liều mạng với Thiên Công Hội, trên đại bàn giận dữ. Thiếu tổ xem ra chúng ta thực phải đấu với họ, nhưng mà quy mô tông môn muốn làm vậy không dễ. Biết sao giờ hôm nay chí huyễn đan bị cấm chỉ các gì đoạn đường sống chúng ta, nhiều người như vậy sao bây giờ? Một đệ tử áo cam bỗng hỏi Bạch Tiểu Thuần. Thủ lĩnh, lên cầu vòng vừa rồi không biết thu hoạch gì không? Có thu hoạch nhất định, nhưng chí huyễn đan không thể bán tiếp, Bạch Tiểu Thuần nén giận đáp. Xung quanh im lặng, Bạch Tiểu Thuần đảo mắt một cái không trả lời, quay người đi vào tìm trong địa đồ không thành. Hai ngày sau, số lượng tu sĩ rời Thanh Long Hội tăng mạnh, sau 3 ngày số lượng còn nhiều hơn. Sau 7 ngày gần 9 thành tu sĩ rời đi, nhưng tu sĩ đều là tới khi hội lên đến đỉnh phong, không hề muốn trùng thành hết mực. Những cái thế lực gia tộc nhỏ nhanh rời khỏi, chặt đứt liên hệ với Thanh Long Hội. Đủ loại tin đồn không ngừng xuất hiện, động phủ rộng lớn Thanh Long Hội giờ gần như trống rỗng. Sau 9 ngày, Thanh Long Hội chỉ còn không tới 200 người. Đường đường một Thanh Long Hội ngắn ngủi trong 9 ngày sụp đổ,
việc này oanh động không thành càng khiến người ta thêm nể sự cường hãn của Thiên Không Hội. Hơn 100 người trong số những người còn lại đều là đám nguyên lão cũ, còn số còn lại tu sĩ là nảy sinh tình cảm với hội. Lần này đám Hứa Bảo Tài không bỏ đi, Trần Mạn Sao cũng vậy. Thời gian 9 ngày Bạch Thủ Thần không nghỉ ngơi, không ngừng xem địa đồ không thành, cẩn thận nhìn hầu như tất cả khu vực, mỗi con đường đều ngắm kỹ, không ngừng cân nhắc. Chiều ngày thứ 9 hắn rời vòng, trong mắt có tơ máu nhưng khí sắc phấn khởi, khi hắn biết Thành Đồng Hội chỉ ngắn ngủi 9 ngày sụp đổ, chỉ còn từng ngày người, Bạch Thủ Thần sững sờ im lặng, hồi lâu rồi cười. Chưa bị đấu, các người dọn đồ, theo ta, chúng ta dọn nhà. Bạch Thủ Thần hô, bây giờ không còn Thanh Long Hội, nhưng ta sẽ nghĩ cái tên mới. Bạch Thủ Thần đầy tự tin, đám thần toán tỉ. Chuẩn bị xong nhanh nhất, hơn 100 người kéo nhau rời khỏi động phủ. Rời khỏi thành Bắc phóng tới thành Tây, Bạch Thủ Thần mặc kệ những kẻ tò mò, đi một lèo khỏi nội thành, tuốt muốt tới hướng biên giới Tây Thành, tới sa mạc rộng lớn. Ai nhìn sa mạc này sững sờ về ở đây, là một khu di tích. Cũng là một trong những nơi tu sĩ không thành phải thường xuyên tới vì liên quan rất nhiều nhiệm vụ. Chương 397, khách sạn Trường Sinh. Biên giới Tây Thành có một sa mạc, trong sa mạc có di tích, dưới mặt đất cũng có cung điện. Cung điện rất lớn, nghe nói là so với non nửa cái không thành, trong đó có dị thú hiếm quý, có cả linh chủ tiền thảo, rất nhiều tài nguyên cần thiết với tù sĩ. Di tích này là nơi thực hiện rất nhiều nhiệm vụ không thành, đối với tù sĩ không thành đi tới chấp hành nhiệm vụ cũng đỡ hơn bên ngoài. Tuy là nơi đây là di tích, nhưng lại là do Tinh Không Đạo Cực Tông bố trí để giúp đệ tử rèn luyện, nên ở trong di tích không xảy ra cái chuyện không thể đối phó được. Thực ra mặc dù không phải là không có, nhưng mà cực nhỏ bé, huống chi nơi đây dù sao cũng là trong không thành. Trong Tinh Không Đạo Cực Tông tù sĩ có thiên hướng tới đây là hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy nơi này là thường ngày rất nhiều người đến kẻ đi, khá là náo nhiệt. Một nơi nóng bỏng như vậy đương nhiên có người để mắt, nhưng trong không thành chỉ có Thiên Không Hội có tư cách chiếm cứ nơi đây, ai vào cũng được, nhưng lúc đi ra phải để lại 3 thành vật chất thu được hoặc đổi điểm cống hiến mua lệnh bài Thiên Không Hội mới cho phép ra ngoài. Loại chuyện này cũng là để cho Thiên Không Hội có gia tộc thiên nhân sau lưng dám làm, những người khác không dám làm. Lúc Thiên Không Hội chiếm giữ nơi đây bỏ rất nhiều tài vật, tiền lời ở đây chiếm cả năm thành tổng thu nhập Thiên Không Hội, nên là Thiên Không Hội rất coi trọng nơi đây. Bạch Thủ Thần dẫn tới 100 người xông vào sa mạc, chẳng những Thiên Không Hội sửng sốt, những kẻ tò mò cũng kinh ngạc. Thành Đồng Hội làm sao vậy, sao tới nơi này, chẳng lẽ muốn xuống cung điện dưới đất làm nhiệm vụ không giống à? Cũng lúc bên ngoài di tích một cái cửa hầu quanh nằm rất nhiều tu sĩ Thiên Không Hội chú đóng, thế đám Bạch Thủ Thần thì đều đứng dậy. Các tu sĩ tới định xuống cung điện làm nhiệm vụ chưa kịp đi tò mò đứng xem, đám Thanh Long Hội lúng túng nhìn Bạch Tiểu Thần. Tiểu tổ, chúng ta tới đây làm gì? Hứa Bảo Tài nhịn không được hỏi. Chỗ ở dọn nhà. Bạch Tiểu Thần bỏ lại một câu đi ngang qua đám tu sĩ Thiên Không Hội chú đóng. Tu sĩ Thiên Không Hội không ai dám cản, biết Bạch Tiểu Thần là kim đan tu sĩ và lại quan trọng nhất Thiên Không Hội định ra quy định. Tiến vào tí, họ chỉ phụ trách thu phí người ra ngoài. Bạch Tiểu Thần đi tới khoảng cách di tích không tới ngàn trượng dừng lại, nhìn qua thỏa mãn. Tốt, nơi đây là nhà mới chúng ta. Hắn mới nói xong, đám thần toán tử trừng mắt ngơ ngác nhìn tu sĩ Thanh Long Hội cứng đỡ người. Người Thiên Công Hội thì bật cười. Xấu hổ, nơi đây không bao giờ là nhà mới của người đâu. Nơi đây thuộc về Tinh Công Đạo Cực Tông, không thuộc bất kỳ ai. Thanh Long Hội bị cái gì thế? Tu sĩ vây xem cười vàng. Thanh Long Hội bị chế tài thôi, không vì thế mà bị điền chứ muốn chiếm nơi đây. Thanh Long Hội thủ lĩnh là kết tàn tu sĩ, nhưng nơi này là mạch máu Thiên Công Hội. Hắn muốn chiếm nơi đây, thiên nhân gia tộc sau lưng Thiên Công Hội không tha cho hắn. Thần toán tử mặt đỏ, Hứa Bảo Tài lúng túng, tu sĩ Thanh Long Hội cay đắng. Trên đại bàn và Trần Mạn Sao hò nhìn Bạch Tiểu Thần. Tiểu Thuần, nhưng Bạch Tiểu Thần hất cằm, trong tay xuất hiện cây cờ nhỏ bảy màu tỏa ánh sáng chói mắt. Cây cờ xuất hiện, một luồng uy áp tản mát khắp tứ phương, tất cả những kẻ cười sững sờ chố mắt nhìn cây cờ. Bạch Tiểu Thần đắc ý cắm cờ xuống đất. Mỡ, Bạch Tiểu Thần hét lớn một tiếng, cây cờ chạm đất tạo lên tiếng nổ vang, oành oành, mặt đất run rẩy. Cuồng phong từ cái cờ xuất hiện, điên cuồng quét ngang, mang theo cái luồng quỷ áp ghê gớm. Đám thần đoán tự biến sắc vội lùi sau, tu sĩ Thiên Không Hội tu sĩ vây xem, muốn vào di tích hoàn thành nhiệm vụ đều là bị khống chế đẩy lùi xa. Dưới cuồng phong và quỷ áp, một cái vầng ánh sáng bảy màu từ cái cờ xuất hiện, bắt đầu tản xung quanh 100 trượng, 3 dặm, 8 dặm, tiếp tục cho tới 10 dặm. Trong phạm vi 10 dặm, gợn sóng bảy màu thay thế cho mặt cát sa mạc tỏa ra ánh sáng nóng lánh như cầu vồng.
bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ còn là tiếng hít thở. Sau đó gợn sóng chìm xuống mặt đất, một cái dấu tròn xuất hiện khắc trên mặt đất, không thể xóa đi. Một lực bài xích trong vòng tròn dậy, đẩy tất cả mọi người rời khỏi vòng tròn, ai lấy trọn mắt. Đây là trận pháp bài xích thuộc lĩnh vực tư nhân Tinh Không Đạo Cực Tông. Không thể nào, sao lại như vậy? Chỉ khi đất được Tinh Không Đạo Cực Tông chấp nhận cho thành đất tư nhân mới có loại trận pháp bài xích này. Cả không thành tư nhân chi địa không cao hơn 10 chỗ A. Thành Long hội thủ lĩnh, hắn có đất của riêng mình. Ai lấy xôn xao nghẹn ngào, đám tu sĩ Thành Không hội hoàn toàn hóa đá. Vấn đề ở chỗ cửa vào di tích cũng nở cái phạm vi này. Khục, ta phải ở đây xây dựng khách sạn. Ta nghĩ kỹ rồi, là khách sạn Trường Sinh. Bạch Duẩn chắp tay sau lưng, hất cảm đắc ý. Mọi việc, mọi người cứ đi vào di tích. Dưới đất như bình thường không có việc gì, chỉ là bất quá lơi lệch trở thành nhà của ta. Vì vậy nha, các người sau khi đi vào chỉ cần vào khách sạn của ta, mua một ly linh trà là thành người nhà mình. Linh trà của ta không đã rẻ hơn Thiên Công hội, chỉ cần thu hoạch một thành điểm công hiến là được. Bạch Tiểu Thuần quay một vòng cười tủm tỉm. Wow, đây là cứng rắn cướp quyền vào di tích Thiên Công hội rồi. Đám tu sĩ bên ngoài thì sung sướng so với Thiên Công hội thu phí. Ba thành Thành Long hội lại dễ chịu hơn hẳn. Chương 398, Kim Đàn Trung Kỳ. Tiên Bạch Đầu Thần cắm lá cờ 7 màu ở khung vực trường tọa, cho vào khu di tích sa mạc biến phạm vi 10 dặm, sau đó thành tài sản tư nhân khiến cả không thành oanh động. Tin tức lan truyền như gió khắp không thành, ai lấy rung động xôn xao. Thành đất tư nhân sao có thể? Ở không thành, đất cá nhân cũng không có tới 10 chỗ, chỗ nào là người lập nhiều công lao hiển hách cho không vực cầu vòng mới có thể được bàn thưởng. Thành Long hội này lai lịch gì? Ta nói rồi, Thành Long hội dám kiêu chiến Thiên Công hội chắc chắn có chỗ dựa lừng. Giờ thấy chưa, thủ lĩnh Thành Công hội đúng lúc này thần bí khó lường, nói không chừng sau lưng cũng có thiên nhân. Thiên Công hội sửng sốt, thủ lĩnh Thiên Công hội há hốc mồm. Họ vất vả bao nhiêu đấu trí cùng Thành Long hội, kết quả giờ bị Bạch Tuân phản kích ngay trên tuyệt địa, thực không chấp nhận được. Đất tư nhân, tiếng kinh hô cay đắng và bàng hoàng không ngừng vang trong Thiên Công hội. Ánh mắt nhìn Thành Long hội, tất cả mọi người hoàn toàn đổi, nhất là cái quyển nắm việc vào di tích. Những cái kẻ rời bỏ Thanh Long hội là hối hận, nhưng không biết làm sao, vì có người mặt dày trở về, song Thanh Long hội cũng không có thu nhận lại mà từ chối thẳng thừng. Trong sa mạc ngay cả cạnh di tích, một cái khách sạn hơn 100 người của Thanh Long hội nhanh chóng được xây. Khách đường của thành khách sạn rất rộng, bên trong lầu các, bên ngoài có chòi hóng mát. Hơn 100 người của Thanh Long hội biến thành tiểu nhị chuyên bán linh trà. Ra vào di tích bây giờ cầm lệnh bài Thiên Công hội đúng là vô dụng, thay vào đó là phải mua một chén linh trà. Chỉ sau mấy ngày khách sạn khai trương, trên không vực cầu vồng lại là không hề chuyển xuống mệnh lệnh nào, cứ như không hề biết chuyện này, khiến tu sĩ không thành đều hiểu lai lịch thủ lĩnh Thanh Long hội thực không có nhỏ. Thời gian dần trôi, Thiên Công hội cũng là ẩn nhẫn, lượng người ra vào di tích hồi phục như thường mà thực lực còn tăng lên, vì Thanh Long hội chỉ thủ có một thành thu hoạch, người ta ra vào nhiều khiến cho Thanh Long hội làm việc lu bu. Cái chòi hóng mát trở nên không đủ dùng, phải xây thêm mới đủ phục vụ. Số điểm cống hiến thu được còn là khủng bố hơn cái hồi bán trí huyễn đan. Đám Thiên Công hội làm giàu không có đức. Đám trương đại bàn sau khi kiểm kê thì thi nhau mắng mỏ Thiên Công hội. Điểm cống hiến của Thanh Long hội là không tính riêng cho người nào, gộp vào một cái lệnh bài chung, vì nếu điểm cống hiến mà dồn cho cá nhân là vượt qua 100 vạn cá nhân, nó bị tấn chức áo vàng. Mà Bạch Kiều Thuần là không muốn như vậy, trở thành áo vàng hắn khóc mà chết. Nên là để phòng ngừa, điểm cống hiến của bản thân hắn không bao giờ cao hơn 10 vạn. Những thứ khác là nằm trên lệnh bài Thanh Long hội. Sau mấy ngày thu nhập Thanh Long hội giảm, Thiên Công hội giảm mạnh, không còn bán trí huyễn đan, không có thu nhập di tích. Thiên Công hội trở nên khổ không thể tả, đành phải phái người tới thương lượng với Thanh Long hội. Bạch Tiểu Thần giao cho thần toán tử Hứa Bảo Tài giải quyết, đương nhiên là chẳng hoa dài gì hết, đuổi luôn người của Thiên Công hội rời đi. Bây giờ Bạch Tiểu Thần đã có sản nghiệp, mỗi ngày thu nhập dồi dào, cảm thấy mỹ mãn. Đây mới là cuộc sống ta muốn à. Bạch Tiểu Thần chắp tay sau lưng, đứng trên lầu khách sạn, nhìn đống chòi mát đông nghẹt khách, người ra vào tấp lập mà mắt thỏa mãn. Hắn là càng vui với tu vị của hắn bắt đầu có dấu hiệu muốn đột phá, trở thành kim đan trung kỳ, quyết định bỏ hết vào mật thất bế quan đột phá kim đan trung kỳ. Lần bế quan này là kéo dài 1 tháng. 1 tháng sau, Bạch Tiểu Thuần mở mắt, đôi mắt có là vầng hào quang màu lam, hàn khí tỏa khắp người. Hàn khí này rất ghê gớm, khiến mật thất biến thành băng nguyên.
Hạ hàn ngưng tụ hàn khí thành hình, hình thành phương pháp băng hàn. Trung hàn đã khiến phạm vi ngàn trượng nháy mắt đóng băng. Bạch Tố Thần thì thào cúi đầu nhìn tay phải của mình, tay phải hắn gần như trong suốt, thấy cả mạch máu, dòng máu chảy dưới da sắp đột phá. Bạch Tố Thần đứng dậy khỏi mật thất, cũng rời khách sạn. Hắn bay về phương xa, tới tận cùng sa mạc xung quanh hoang tàn vắng vẻ, tu sĩ không thành hiếm tới. Bầu trời nắng chang chang, dù là cách nó hơi xa, chính là Thông Thiên Hà và Thông Thiên Hải, nhưng ở đây sa mạc vẫn khô khan nứt nẻ, khí nóng hồng hập bóp méo ánh mắt, khiến người ta nhìn ra xa cảnh tượng trở nên vô cùng mơ hồ. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần làm màng càng đậm, nhắm mắt vào hàn khí kinh người bạo phát, bao trùm phạm vi trăm trượng. Khí nóng của sa mạc phạm vi này biến mất, mặt đất hoàn toàn bị đóng băng, bởi vì nóng lạnh giao thoa khiến cho hư không nứt vỡ. Hàn môn dưỡng niệm quyết vận chuyển hàn khí nở, liên tục lan ra xa, oanh oanh, 200, 300 trượng, 500 trượng. Ánh sáng màu lam xuyên qua mi mắt khép kín của Bạch Tiểu Thuần chiếu ra ngoài, cả cơ thể hắn sáng long lánh khiến hắn nhìn như người băng. Hàn khí lan tới 700 trượng song vẫn còn lan, tiếng ken két không ngừng truyền. Khi nóng sa mạc hoàn toàn biến mất, hàn khí ngập trời tản ra 900 trượng, 920, 950, 980. Chỉ sau mấy hơi thở, hàn khí tỏa tới 999 trượng. Chỉ thiếu một trượng là đủ ngàn trượng, còn thiếu một trượng là đạt tới trung hàn. Trung hàn. Bạch Tiểu Thuần mở mắt khẽ gầm một tiếng, trên người vàng đến vô tiếu số tiếng sấm nổ. Nhất là hắn là thiên đạo kim đan, hàn khí bốc cuồn cuộn, hắn toàn lực bộc phát khiến phạm vi hàn băng ngừng lại, đạt 1000 trượng. Lúc này đạt 1000 trượng, hàn khí trở nên càng thêm lạnh, tiếng rít ken két mạnh hẳn lên. Mặt đất bị đóng băng lên một cái tầng băng dày, biến phạm vi ngàn trượng trở thành thế giới băng tuyết. Tu vị Bạch Tiểu Thuần chớp mắt từ thiên đạo kim đan sơ kỳ trở thành kim đan trung kỳ, một luồng thiên đạo chí ồ ạt ồ xa. Bên ngoài phạm vi ngàn trượng đó, sa mạc vẫn là sa mạc, ngay cả điểm giao thoa nóng lạnh bắn ra khe hở hư không, nhìn thấy mà giật mình. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi hít sâu, ánh mắt lóe một cái, phạm vi băng tuyết bất thình lình xuất hiện rất nhiều hình ảnh mơ hư ảo. Mỗi thân ảnh giống hắn như đúc, chính là băng hàn chi ảnh của hắn. Cơ thể hắn không ngừng thay đổi vị trí với thân ảnh kia, tốc độ cực nhanh hệt như thuấn di. Nếu ai thấy, bị vô số thân ảnh Bạch Tiểu Thuần làm cho kinh hãi. Một lúc sau, những cái băng hàn chi ảnh nhập vào là một, lộ ra chân thân của Bạch Tiểu Thuần, sung sướng ngẩng đầu lên trời cười vang vọng. Chương 399, mộng tưởng của Tống Khuyết. Nếu ai thấy Bạch Tiểu Thuần đột phá kim đan trung kỳ nhất định giật mình, vì kết đan trung kỳ bình thường không thể làm xa đến thế. Phải biết nơi này là ngọn nguồn tinh công đạo cực tông, thiên kiều rất nhiều vượt xa trung hạ du. Vì thế mà khí thế Bạch Tiểu Thuần tạo ra cho các thiên kiều cũng không thể nào làm được. Uy lực hàn môn dưỡng niệm quyết hiện là không thể đối kháng. Đây mới chỉ là trung hàn, nếu đã đến thượng hàn, Bạch Tiểu Thuần đẩy trở mong. Phạm vi vạn trượng kết bằng tạo thành hàn kính, chiết xạ phần thân hàng lâm. Hình ảnh chiết xạ ra đó không phải là băng hàn chi ảnh, mà là phân thân thực sự. Bạch Tiểu Thuần kích động, chí hàn đóng băng Thông Thiên Hà trong phạm vi nhất định. Bạch Tiểu Thuần siết chặt nắm đấm, ánh mắt trở mong mãnh liệt. Hắn không có chấm dứt tu hành, lần này đột phá cũng không chỉ là hàn môn dưỡng niệm quyết, còn có bất tử cân. Bạch Tiểu Thuần nhìn chân trái, cái chân được luyện thành trở thành một phần thân thể mạnh mẽ nhất, cứng rắn nhất của hắn. Bạch Tiểu Thuần nâng chân trái đạp mạnh xuống đất, mặt đất run rẩy, cát sỏi bay lên ào ào tạo thành cuồng phong. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn là chưa thỏa mãn, kêu to bất tử cấm. Hắn đạp xuống một lần nữa, mặt đất lứt chi chít, chỗ hắn đứng là sụp luôn, bụi cát tung bay. Một tiếng sấm lổ vàng, cả trong không thành cũng nghe thấy, làm gì có ai mà không ít người giật mình. Bạch Tiểu Thuần vùi trong hố to, cái hố đấy hình bản chân sâu mấy trăm trượng, bên trong hố là sợi tơ máu vàng sang tỏa khắp nơi, chính là thần thông phong ấn bất tử cấm do Toái Hỏa Hầu, Tái Hầu Tỏa cùng Hám Sơn Trảng kết hợp phong ấn tất cả. Dưới đáy hố, Bạch Tiểu Thuần giờ khóc giờ cười, vất vả bỏ lên cả người đầy bụi, quên mất đây là sa mạc, đạp một đạp như vậy cát sụt xuống ngay. Mấy giây trước còn đắc ý vi phạm, giây sau là bị cát nhấn chìm, quả thực mất mặt. Hắn neo ra nhìn xung quanh không thấy ai, lại thở phào chỉnh trang quần áo chạy về khách sạn. Hắn rời đi không lâu, rất nhiều tu sĩ không thành theo hướng gió chạy tới, nhìn hố sâu cả đám hết hồn. Nơi đây chính là do
sa mạc thuật pháp tinh không đạo cực tông tạo thành, sức mạnh bình thường cơ bản không thể phá hư nơi đây. Nhưng cái hố này chẳng lẽ có thiên kiêu lừng lẫy nào của Thái Hồng Thượng Tinh Không Đạo Cực bảng đi ngang qua nơi đây? Jujutsu Kaisen bình thường cũng không làm được, hẳn là người trong top 1000 của Tinh Không Đạo Cực bảng. Đám tu sĩ xung quanh bàn tán xôn xao. Lúc nói tới Tinh Không Đạo Cực bảng đều mặt đầy hâm mộ. Tinh Không Đạo Cực bảng là bảng xếp hạng những cái anh tài dưới nguyên anh của Tinh Không Đạo Cực tông, cực kỳ quan trọng. Người có tên trên bảng đều là những người có khả năng oanh động đông mạch tu chân giới. Mọi người là đang thảo luận từ xa có một đạo cầu vồng bay nhanh tới. Trong đạo cầu vồng là một cái thanh niên tướng mạo tuấn lãng, phong trần mệt mỏi, mắt tinh màng dạng người, là đặt trúc cơ đại viên mãn tiến lên giả đan. Theo bộ quán, chỉ cần một khoảng thời gian nữa là cô đọng linh hải trong người, kết thành đan cảnh bước vào kết đan. Có lẽ vẫn là tồn tại tỷ lệ thất bại, nhưng mà dựa theo chấn động mạnh mẽ cơ thể có khả năng không lớn. Trên người hắn có luồng sát khí kinh người kết hợp với vết thương đã liền khắp người, tạo ra cảm giác người lạ chớ gần. Hắn chính là Tống Quyết. Từ lúc chia tay, Bạch Tiêu Thuần liên tục nhận rất nhiều nhiệm vụ, khiến hắn ra ngoài một hơi mất thời gian một năm, nhiều lần cửu tử nhất sinh, nhiều lần là dốc sức liều mạng, hoàn thành được phân nửa số nhiệm vụ. Chỉ còn một cái số cần phải đi xuống di tích cung điện dưới đất mới hoàn thành. Điểm cống hiến hắn hiện giờ là lên tới mấy chục vạn. Thấy nhiệm vụ sắp sửa hoàn thành, hắn định trở về, tình cờ ngang qua thấy cái hố sâu, lập tức dựng chân cẩn thận nhìn kinh hãi. Có thể tạo ra hố sâu thế này, người này không tầm thường. Sớm muộn một ngày Tống Quyết ta cũng làm được. Tống Quyết đẩy quyết tâm. Lúc Tống Quyết dừng lại, tu sĩ xung quanh cảnh giác nhìn Tống Quyết, vì trên người hắn sát khí quá nồng, quá âm lãnh, coi lại quanh năm ở bên ngoài lăn lộn trong sống chết. Thế mọi người nhìn mình kiêng kỵ, Tống Quyết đắc ý tự hào, thế một năm này của mình thật đáng giá, thoát thai hoán cốt, mạnh hẳn lúc trước chỉ là tiêu cách tiêu chuẩn áo bạc không xa. Mấy cái tên phế vật kia chắc chết đói hết rồi. Hừ, Tống Quyết hừ lạnh, lòng là khinh thường. Theo hắn, Tần Toán Tử, Hứa Bảo Tài, Trương Đại Bàn đều là phế vật, chỉ mình Trần Mạn Giao hắn là nhìn không có thấu. Còn Bạch Tiểu Thần, nghĩ tới Bạch Tiểu Thần, Tống Quyết nghiến răng. Hồi xưa ở Vẫn Kiếm Tân Nguyên, Bạch Tiểu Thần là đè đầu hắn cướp thiên đạo trúc cơ, chuyện này cả đời Tống Quyết không quên, mỗi lần nhớ tới là vô cùng đau đớn. Sau đó ở Huyết Kê Tông cũng thấy cho hắn muốn điên, chẳng ngờ là nghịch Hà Tông, sự không cam lòng càng dữ dội. Bạch Tiểu Thần, Vẫn Kiếm Thần Nguyên người đè đầu ta, về Huyết Kê Tông người đè đầu ta lần hai, sang nghịch Hà Tông lần thứ ba, mở mồm ngậm miệng toàn gọi là Huyết Nhi giải, Huyết Nhi cách con khỉ. Chờ đó Tống Quyết ta trở thành áo vàng, nhất định đè đầu ngươi xuống gấp 10 lần. Tống Quyết hít sâu đẩy cường quyết, hắn tin tưởng mình nhất định làm được. Tinh Không Đạo Cực Tông là một lần tạo hóa cho ta. Trước khi đi, lão tổ là đầy hy vọng ta trở thành nguyên anh, nhất định ta làm được. Tống Quyết vỗ túi chữ vật lấy một cái lệnh bài màu lam. Lệnh bài kia không lớn nhưng là làm bạn với Tống Quyết một năm này, là Tống Quyết và một tu sĩ không thành kết bạn, trả khá nhiều tài vật mới đổi được, là lệnh bài Thiên Không Hội cho phép vào di tích. Điểm còn thiếu để thành áo vàng là nhờ hành trình vào di tích lần này để lấy, bước chuyến này hẳn là đủ. Ta sẽ trở thành đệ tử áo vàng phi thẳng cầu vòng. Tống Quyết lòng đầy chờ mong, hắn bay thẳng về phía di tích. Không lâu sau, Tống Quyết thấy di tích xa xa, nhìn thấy khách sạn quy mô không nhỏ lối vào di tích, không biết dựng lên từ lúc nào. Tới gần một chút, hắn thấy mấy cái chục cái chòi hóng mắt khổng lồ bên ngoài khách sạn. Trong đó có bàn có trăm tu sĩ ăn mặc theo cái kiểu tiểu nhị, vội chạy qua chạy lại. Không ít tu sĩ lùi tới, thông qua cái chòi mát này tiến vào khu di tích. Không hổ là tổ chức lớn nhất không thành, sau lưng có thiên nhân gia tộc, Thiên Công Hội lại xây cả một cái khách sạn ở đây. Tống Quyết hâm mộ, chiếm được nơi này, nắm quyền ra vào di tích. Tống Quyết cảnh thị với Thiên Công Hội cũng đành chịu. Thu hoạch điểm cống hiến một ngày ở đây chắc là còn hơn cả thu nhập một năm nay của ta. Hắn rời không thành một năm, không biết những cái thay đổi trong không thành một năm, lấy lệnh bài Thiên Công Hội ra, thòng xong đi tới. Chương 400, Khuyết Nhi là ngươi. Cổng ra vào di tích cung điện rất nhiều đá tảng, nhìn kỹ là thấy lẫn trong đá tảng có cánh cửa bị tàn phá. Đi qua cửa này là bước vào cung điện dưới đất. Ngay bên cánh cửa là khách sạn Trường Sinh, tu sĩ ra vào hối hả. Người tính tiền, kẻ bán linh trà, tuy Thanh Long Hội chỉ là lấy một thành tiền lời, muốn vào di tích vẫn phải mua linh trà, giá là 10 điểm một ly. Sau khi tính ra vẫn còn là lương tâm chán so với Thiên Công Hội, thế nên tu sĩ không thành không hề phản đối. Chưa kể nơi đây là đất tư nhân, bản thân mấy chữ này là một loại uy hiếp. Lại thêm đủ tin đồn về Thanh Long Hội thủ lĩnh càng làm người ta nghe mà sợ không dám đắc tội.
Tống Khuyết thong dong đi đến, thân sắc lạnh lùng, toàn thân hừng hực sát khí. Đây đã trở thành cái bộ dáng quen thuộc khi ra ngoài quán, giúp hắn xử lý một số chuyện nhẹ nhàng và dễ dàng. Hắn không có ý định bước vào chọi hóng mắt, định đi thẳng tới cửa di tích, sau mới tới gần, muốn vượt qua đang định nghỉ mắt, lập tức một cái thanh long tu sĩ hội tới cảng. Vị đạo hữu, kính xin mua một ly trà. Thanh niên tu sĩ thanh long hội mỉm cười, khách khí ông quyền, đây là quy tắc do Trần Mạn gia định ra, luôn phải khách khí với tu sĩ lùi tới. Mua linh trà gì? Tống Khuyết cao mày, giơ lệnh bài thiên công hội. Thấy chưa, ta có lệnh bài. Thanh niên thanh long hội khẽ cười, gặp nhiều tu sĩ mới từ bên ngoài về, chưa biết tình hình, y bình thản giải thích. Thật là ngại nói cho đạo hữu biết, lệnh bài này là của thiên công hội, nhưng người này không còn thuộc về thiên công hội mà là thuộc về thanh long hội chúng ta, quy tắc được sửa lại. Thanh niên tử tố nói quy tắc mới cho Tống Quyết nghe. Tống Quyết sững sờ, lệnh bài này hắn phải tốn rất nhiều tài vật mới mua được, tác dụng của nó là được thiên công hội miễn ba thành tiền lời. Bây giờ nghe nói lệnh bài không còn hiệu lực, Tống Quyết không tin. Chuyện này sao có thể, thiên công hội khổng lồ như thế, các ngươi nơi đây. Tống Quyết lo lắng, nếu lệnh bài này không còn hiệu quả, đồng nghĩa hắn là tổn thất cực lớn, ảnh hưởng tới việc tấn chức áo vàng. Các người không thể như vậy, lệnh bài này ta rất là tốn nhiều tài vật mới mua được. Tống Quyết sốt ruột, sát khí âm ầm tràn ra, tính hắn nóng lẩy giờ là quính lên, ngôn ngữ cũng trở nên ác liệt. Tu sĩ xung quanh vội lùi ra, tuy nhiên trong số này cũng có người có lệnh bài thiên công hội, giờ cũng là lợi dụng thời cơ xôn xao hùa theo. Thanh Long hội phải đưa ra cho ta một cái câu trả lời hợp lý. Đúng thế, lệnh bài của ta cũng tốn nhiều tiền lắm, sao có thể nói là không có hiệu quả là không có hiệu quả. Thanh niên thanh long hội sầm mặt hừ một tiếng, cút ra ngoài, dám ồn ở đây đừng trách thanh long hội ta không khách khí. Tống Khuyết là bừng sát cơ, mắt lóe hẳn màng, tôi bị giả đàn bùng liệt, tạo thành một cái cơn gió quét tiến tới một bước. Bỗng một cái giọng kinh ngạc từ nơi xa vọng tới. Tống Khuyết, thần toán tử và Hứa Bảo Tài tới nhìn Tống Khuyết sững sờ. Tống Khuyết vốn là sát khí đàng đàng, thấy thần toán tử và Hứa Bảo Tài sửng sốt, nhất là thấy hai người này mặt mày hồng hào sung mãn. Thanh niên thanh long hội lạnh tanh quá, tu sĩ xung quanh chưa đến rất cung kính với hai người thì rất ngạc nhiên. Các ngươi, Tống Khuyết cảm thấy có chỗ kỳ kỳ, xong chưa kịp nghĩ, Bạch Tô Thần nghe tiếng ồn ào bên ngoài, linh thức quét qua, thấy Tống Khuyết là vui vẻ chạy ra. Sự xuất hiện của hắn là lập tức khiến cho tất cả thanh long hội tu sĩ trong quán là thần sắc cuồng nhiệt, cung kính quỳ xuống bái kiến thủ lĩnh. Tu sĩ xung quanh là khá nhiều người cúi đầu ôm quyền bái kiến thanh long thủ lĩnh. Hình như là ai lấy cũng lên tiếng chào. Tống Khuyết ngơ ngác nhìn Bạch Tô Thần. Khuyết Nhi, người rốt cuộc đã tìm tới. Bạch Tuân vẻ mặt đau lòng bước nhanh cao giọng hô. Khuyết Nhi, sao người nhìn thế thảm vậy? Ta tưởng ta đã thảm lắm rồi, không ngờ người còn thảm hơn ta. Người xung quanh nhìn Tống Khuyết đầy hâm mộ, nhìn ra thanh long hội thủ lĩnh và tu sĩ Tống Khuyết này gọi Tuyết Khuyết Nhi, quan hệ không bình thường. Và lại cách xưng hô này, giống như là Khuyết Nhi này là chính là con cháu thanh long hội thủ lĩnh. Tống Khuyết mặc trắng bạch, cả người choáng váng trừng trừng nhìn Bạch Tô Thần, toàn thân trang phục đẹp đẽ, đeo người đây là ngọc bội lấp lánh, chỉ một bộ trang phục này tính sơ sơ ít nhất là 100 vạn điểm cống hiến. Nhất là sau lưng Bạch Tiểu Thuần hơn 10 khối lỗi thị lữ đi theo, mỗi cái thị lữ này dẫn theo một con linh thú khác nhau, cộng cả lại là mấy 100 vạn điểm cống hiến cũng có. Hắn cực khổ vất vả một năm trời ăn mặc tiết kiệm, cửu tử nhất sinh, chỉ kém đệ tử áo vàng một chút, mà giờ đem so với người ta, hắn đúng là một thực muốn chết đi cho rồi. Ngươi thành long thủ lĩnh. Tống Khuyết lao đảo không thể tin. Cùng lúc Trương Đại Bàn và Trần Mạn sao đi ra, thấy Tống Khuyết là Tống Khuyết nhìn thấy họ, thấy ai cũng là bộ dáng phú quý bức người, làm hắn vô cùng khó chịu lúng túng. Các ngươi. Hứa Bảo Tài là vội ho một tiếng nhìn Tống Khuyết đầy cảm thông và thương xót. Tống Khuyết, đây là nhà của chúng ta, thanh long hội là do thiếu tổ thành lập, khách sạn này là của chúng ta, vùng đất này là vùng đất tư nhân của thiếu tổ, lệnh bài của ngươi thực sự là không thể dùng, nhưng ngươi là cháu của thiếu tổ, chúng ta là người một nhà, cần gì phải lệnh bài chi nữa, người vứt đi đi. Ở đây từ nay người tha hồ mà vào, đúng không thiếu tổ? Hứa Bảo Tài là thở dài nhìn Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần nghiêm nghị vỗ vai Tống Khuyết sờ, đứng ngơ ra bộ dáng y như trưởng bối thực thụ gật đầu. Khuyết Nhi, khi ta đi, gì nhỏ của ngươi gửi gắm ngươi cho ta, ta là trưởng bối đương nhiên là trách nhiệm lo cho ngươi. Tuy lúc đó ngươi có vô tình vô nghĩa từ bỏ ta, nhưng dượng là người rộng lượng, thế này đi, người thì gì tích quá nhiều nguy hiểm, dượng không thể trơ mắt nhìn người đi mạo hiểm. Ngươi còn thiếu bao nhiêu điểm cống hiến, tôi để nói cho dượng biết, dượng cấp đủ cho ngươi. Muốn trở thành áo bào màu vàng chỉ cần nói một câu cho dượng. Lời này làm người xung quanh là hâm mộ ganh tị nhìn Tống Khuyết. Với họ mà nói, trở thành đệ tử áo vàng là ước mơ cả đời, thế mà cơ hội như vậy Bạch Tử Thần là đưa cho Tống Khuyết một cách cực kỳ dễ dàng.
nhưng mà Tống Khuyết là tâm cao khí ngạo, nghe sang câu này là lại vô cùng phản cảm. Cái tên kia mở mồm một chữ Dượng, ngậm miệng hai chữ Dượng, còn dám gọi hắn là Khuyết Nhi, tía đó. Nhất là giữa hai người chênh lệch quá lớn làm Khuyết. Tống Khuyết lửa giận bốc lên não, phun một ngụm máu tươi, giận mà ngất đi. Chương 401. Người phương nào lớn mật như thế? Đêm đó khi mở mắt, Tống Khuyết thấy mình nằm ở gian phòng trống của khách sạn, nhìn quanh xám xác định chuyện xảy ra ban ngày không phải ảo giác mà nó là thật. Nên làm hắn khóc không ra nước mắt, lòng bi vẫn. Tại sao lại như vậy? Ta vất vả khổ cực một năm, ăn mặc tiết kiệm, cửu tử nhất sinh. Bạch Tiểu Thuần kia, ngươi dựa vào cái gì? Tống Khuyết thực là muốn khóc, cảm thấy tủi thân, cảm thấy là bất công. Nhớ lại cái cuộc đời của mình, trên cơ bản nó có thể chia ra hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đường làm quan mở rộng, là Huyết Khê Tông thiên kiêu tương lai vô hạn. Nhưng mà điểm chấm dứt của giai đoạn gặp Bạch Tiểu Thuần, từ đó trở đi là bước qua giai đoạn thứ hai, giai đoạn tủi thân và bi vẫn. Vẫn Kiếm Thần Huyền ta không bằng hắn, Huyết Khê Tông ta không bằng hắn, Nghịch Hà Tông cũng càng không bằng. Giờ tới Tinh Không Đạo Cực Tông, mọi thứ bắt đầu từ đầu, ta ngay cả sinh tồn cũng không bằng hắn. Tống Khuyết bi vẫn vọt ra khỏi phòng, bay lên không trung, định bỏ đi mà không bao giờ quay đầu lại. Đột nhiên một cái luồng từ không vực cầu vòng bỗng đầu bắn xuống, phủ trên người Tống Khuyết trên thân. Tống Khuyết bối rối theo bản năng xem lại điểm cống hiến của bản thân, mắt trừng to không tin được. Điểm cống hiến của hắn là vượt con số 200 vạn, đạt chuẩn. Trận pháp Tinh Không Đạo Cực Tông cưỡng ép lôi lên cầu vòng, đây là quy tắc Tinh Không Đạo Cực Tông. Tất cả tu sĩ không thành thấy điều này, ai nhìn đây là hâm mộ và khát vọng. Ánh mắt Tống Khuyết lại đầy phức tạp, cúi đầu nhìn khách sạn không biết mình nghĩ cái gì. Hắn đã làm được trở thành đệ tử áo vàng đầu tiên trong nhóm, là người đầu tiên phi thăng lên cầu vòng, nhưng tận sau lòng hắn biết hắn là thua hoàn toàn. Bạch Tiểu Thuần từ trong gian phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết trên trời, hò một cái vẫy tay từ biệt. Lên đó tu hành tốt nha, đừng có làm ta với gì nhỏ người mất mặt. Nếu gặp phải khó khăn qua ăn hiếp, người có thể quay để về nói cho Dượng biết, đây này là nhà ngươi, nhớ phải thường xuyên liên hệ với người nhà nhé. Tống Khuyết nghe tới câu này trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau đó thở dài, để mặc cho ánh sáng tiếp dẫn, xoay quanh người kéo lên không vực cầu vòng rồi từ từ biến mất. Đưa Tống Khuyết đi xong, Bạch Tiểu Thuần vui thích quay về phòng, hắn cảm thấy mình làm được một cái chuyện tốt. Sau này gặp Tống Quân Uyển có thể là nói với cô rằng mình là chiếu cố cho cháu của cô. Có người Dượng như ta thật là Khuyết Nhi có phúc. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, càng nghĩ càng cảm thấy mình quá sức rộng lượng và tốt bụng. Rất có phòng phạm trưởng bối, đắc ý tiếp tục tu hành Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết. Từ lúc bước vào Trung Hàn, tốc độ tu luyện của Bạch Tiểu Thuần tăng nhanh hơn một chút. Mỗi lần tu luyện tiêu hao rất nhiều, khiến cho mỗi ngày hắn ăn rất nhiều, làm người ta phải líu lưỡi. Bất Tử Cần cũng tăng lên không tệ. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu tu cái đầu. Theo hắn thấy, nắm đấm là thứ người ta dễ đề phòng nhất. Tốc độ cái chân dần là ghê gớm rồi. Chứ có cái đầu là thường kẻ địch không ai đề phòng nhiều cả. Nghĩ tới lúc mình đối với người ta húc đầu một cái, người ta chảo máu, Bạch Tiểu Thuần là phấn khởi bắt đầu tu luyện gần mạch cái đầu. Suy nghĩ khách sạn dần ổn định, những chuyện bát nháo giảm đi. Tiền lời của Thanh Long Hội từng bước ổn định, dần tích lũy, nghiễm nhiên trở thành một cái tổ chức đặc thù cả không thành. Tổ chức này tên tuổi vang lừng, sức sống mạnh mẽ, đứng ngang hàng với Thiên Công Hội. Đám thủ lĩnh Thiên Công Hội muốn điên, họ là dùng đủ trò đều không hiệu quả, đánh thì đánh không lại, lại còn bị yếu thế vì môn quy. Cả đám đành phải báo lên chỗ dựa mình là Thiên Nhân gia tộc. Một năm nay thu nhập Thiên Công Hội giảm mạnh, gần đây là bị giảm nhiều hơn, làm trưởng lão quản lý ngoại bộ gia tộc Thiên Nhân chú ý. Sau khi nghe báo cáo, hử, chỉ là một đệ tử áo cam thật to gan khi dễ người ta không quản, nhưng mà dám đoạt đồ gia tộc ta. Trưởng lão này ngay cả nguyên anh tu sĩ là người rất có tiếng trong quyền hành gia tộc. Lão nghĩ kỹ một lúc, lấy cái ngọc giản tìm hiểu tin tức Bạch Tiểu Thuần. Màng đàn phương chí huyễn đàn đối với không vực trưởng tọa. Hừm, dù Bạch Tiểu Thuần và không vực trưởng tọa có liên quan, lão phục cũng dậy số ăn một chút. Trưởng lão phất tay, đang định chuyển pháp lệnh nhằm Bạch Tiểu Thuần thì từ ngoài phòng có tiếng rít bay vào. Một cái ngọc giản màu tím tốc độ cực nhanh bay vào trận pháp ngoài phòng của lão xuất hiện trước mặt. Nguyên anh trưởng lão biến sắc khi nhìn rõ ngọc giản có một chữ Thiên thì hết hồn, run rẩy cùng kính tiếp nhận, thần thức quét qua là mở mắt trợn trừng. Bạch
Bạch tiểu thư này, hắn có lai lịch gì? Lão giả hít sâu cung kính cúi chào Ngọc Giản. Ngọc Giản tràn ra ánh sáng tím dung nhập vào hư vô biến mất. Mắt lão nguyên anh này đầy kính sợ, bỏ ý nghĩ chuyển chỉ pháp, ngược lại tức giận vì Thiên Công Hội lại đi gây sự với Bạch Tiêu Thuần, hừ một cái ra lệnh cho tù sĩ đầu lĩnh Thiên Công Hội lên cầu bồng. Đầu lĩnh Thiên Công Hội là một nam tử trung niên, nghe trưởng lão nguyên anh gia tộc Triệu Kiến vội chạy tới tốc độ nhanh nhất, muốn tưởng đối phương là chuyển pháp lệnh để chỉnh đốn Bạch Tiêu Thuần, không ngờ thấy trưởng lão lại bị mắng cho một trận. Chỉ chút việc nhỏ như vậy mà không thể xử lý còn dám làm phiền lão phu. Câu mắng mỏ rất to chuyển rất xa, đầu lĩnh Thiên Công Hội bị dọa cả người lạnh run, cuối cùng bị đuổi xa, hắn khóc không ra nước mắt. Lòng không thể hiểu rõ ràng là mình là thế lực lớn, sao không làm gì được Bạch Tiêu Thuần? Chuyện này sao mà là việc nhỏ? Thanh Long Hội thủ lĩnh đó là cả đất riêng, lại còn là kết tàn tù sĩ, đám đệ tử chúng ta xử lý sao đây? Thiên Công Hội đầu lĩnh có hiểu, không ngừng thở dài đi tới đi lui trong sân gia tộc Thiên Nhân. Còn nghĩ nếu mà Thiên Nhân gia tộc còn không buồn ý, mình cần gì phải trêu chọc đối phương? Mà thôi, họ muốn thế nào thì làm theo vậy. Thiên Công Hội đầu lĩnh thở dài đang muốn đi về truyền tống trận không thành, phía trước một nhóm người vây quanh một cái thanh niên áo vàng hoa lệ cười nói. Thanh niên này rõ ràng là thân phận không thấp, thần sắc ngạo nghễ nói chuyện với người bên cạnh. Thiên Công Hội đầu lĩnh nhận ra thanh niên này là người trong gia tộc, là một trong thiên kiêu gia tộc Lý Nguyên Thánh. Lý Nguyên Thánh là tu hành không tới 100 năm, đã là kết đàn tu sĩ. Trước đây ít năm, đối phương là trúc cơ đi qua không thành, muốn lấy ít điểm cống hiến nên gặp hắn. Lý Nguyên Thánh đi ngang qua thấy Thiên Công Hội đầu lĩnh, nhớ tới chuyện đối phương từng hiếu kính mình điểm cống hiến nên tùy tiện hỏi. Sao lại tới đây? Thiên Công Hội đầu lĩnh lập tức đem mọi chuyện, không quên máu thêm mắm thêm muối kể ra. Lý huynh sản nghiệp gia tộc, người mà cũng có người dám cướp. Thú vị, Thanh Long thủ lĩnh tê kết đàn tù sĩ còn dám là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đám người xung quanh Lý Nguyên Thánh là cười. Kính xin thiếu chủ đứng ra làm chủ cho ta. Thiên Công Hội đầu lĩnh lập tức ôm quyền cúi đầu. Lý Nguyên Thánh nghe xung quanh đàm tiếu hử một cái. Hôm nay rảnh rỗi ta cùng người đi một chuyến, nhìn sang người kia bản lãnh gì dám lớn mật như thế. Chương 402, ức hiếp gia môn. Thiên Công Hội đầu lĩnh vui vẻ vội dẫn đường. Lý Nguyên Thánh và các tu sĩ đều là tộc nhân quần áo lụa là gia tộc trên thải thượng hồng, tu vị đều là do gia tộc trồng chất vật mà tạo thành, kết đàn nhưng là vô cùng tầm thường, đều là hạng chót, thường ngày không có việc gì vốn buồn chán, nghe đến việc náo nhiệt ai cũng nản láo nháo đòi đi xem. Cùng Lý Nguyên Thánh tới lời chuyển tống không thành, tới không thành Thiên Công Hội đầu lĩnh lòng kích động, biết là cái đám quần áo lụa là này hứng thú tới nhanh, biến mất cũng nhanh, lập tức đã dẫn cả bọn tới Tây Thành. Thanh Long Hội thủ lĩnh kia cực kỳ ác độc, luyện chế siêu cấp tịch cốc đàn giết hại đồng môn, còn luyện chế chí nguyên đàn thứ tông môn này phải ra lệnh cấm, cũng là do hắn luyện chế ra, gây lên tai họa một phương. Hôm nay trong không thành không biết bao nhiêu người hận thấu xương với hắn. Thiếu chủ, lần này người ra tay không chỉ là vì gia tộc chúng ta là trừ khử một cái mối hại cho Tinh Không Đạo Cực Tông. Trên đường đi, Thiên Công Hội thủ lĩnh không ngừng thuyết phục. Đám tu sĩ đi cùng Lý Nguyên Thánh là cười, họ chỉ tới đây không hẳn vì ý tốt, nhưng cũng nghe khen ngợi khoái chí. Có đất riêng của bản thân, lai lịch người này không nhỏ, dù lai lịch có lớn, đắc tội Thiên Nhân gia tộc ta đều là vô dụng. Lý Nguyên Thánh nhàn nhạt mở miệng, hắn dù là quần áo lụa là, cũng là thiên kiều gia tộc Thiên Nhân, ngạo nghễ tùy có, nhưng không tới mức nghe khen mà mất phương hướng. Sau khi ta xử lý giúp người, bước tiếp theo người biết phải làm thế nào chứ? Lý Nguyên Thánh thầm ý sâu sắc nhìn Thiên Công Hội thủ lĩnh. Thiên Công Hội thủ lĩnh lập tức hiểu ý, biết đối phương là ám chỉ điểm cống hiến, vội gật đầu. Lý Nguyên Thánh mỉm cười, hắn không nghĩ xử lý Thanh Long Hội này có gì khó khăn, thoải mái cười với mọi người một cái đường bay về phía Tây Thành. Trên đường không ít tù sĩ không thành thấy họ là hết hồn. Hơn 10 người này, ngoài Thiên Công Hội thủ lĩnh, tất cả những người khác là đệ tử áo vàng. Những cái áo vàng sáng loáng ai lấy là hiểu. Những người này là tới từ cầu vòng, nhìn theo hướng họ mọi người nhận ra là tới Tây Thành, thế là rón rén đi theo sau. Sau đám Lý Nguyên Thánh, dần ra là cả 100 người theo. Lý Nguyên Thánh chẳng buồn ý, hắn là thiên kiêu thiên nhân gia tộc, đi tới đâu cũng là cảnh như vậy, sớm là quen với điều ấy. Đoàn người tới biên giới sa mạc, thế xa xa là di tích, bên cạnh là khách sạn chiếm chu vi 10 dặm. Người rất nhiều, không ngừng tới lui, tuy là trời hoàng hôn vẫn là cực kỳ náo nhiệt. Ai nhìn cái đám Lý Nguyên Thánh cũng ngẩn người. Đệ tử áo vàng, nhiều đệ tử áo vàng như vậy, cái người đi chung với họ nhìn quen quen, hình như là Thiên Không Hội thủ lĩnh. Không lẽ bọn họ là thiên nhân gia tộc,
Thiên Không Hội đã tới là muốn nhằm vào Thanh Long Hội. Đám người Lý Nguyên Thánh bày tới khách sạn, hơn 10 kết đàn tù sĩ tỏa ra tù vị, làm xung quanh nổi gió đất trời chấn động, uy áp mạnh mẽ, làm cho đám tu sĩ bên dưới run rẩy. Thần Thân Tử nhanh chóng ra nhờ điểm cống hiến nhiều, hắn là tới trúc cơ đại viên mãn. Lên cảnh giới dạ đàn, Trương Đại Bản cũng ra. Trong số những người hộ đạo Bạch Kiều Thần, Trương Đại Bản là người tiến bộ nhanh nhất. Không biết hắn là phù hợp với linh khí đầu nguồn hay vì thói quen khả năng luyện linh mà tu vị hắn là tiến triển rất nhanh, đã bước đến trúc cơ đại viên mãn. Người đi ra còn có Hứa Bảo Tài và Trần Mạn Giao, ai cũng là biến sắc khi thấy 10 cái tù sĩ áo vàng trên trời. Thành Lòng Hội thủ lĩnh, cút ra đây cho ta! Thiên Không Hội thủ lĩnh phấn khởi giống to, lời này hắn đã giấu trong lòng từ lâu, rốt cuộc được thốt ra thực thoải mái. Thành Lòng Hội tiêu rồi, Thiên Không Hội cường hãn sau lưng là Thiên Nhân Gia Tộc. Thiên Nhân Gia Tộc chỉ cần một câu là vô số tù sĩ điên cuồng mà theo. Ta cũng từng thấy người kia, hẳn là Lý Nguyên Thánh. Trời ạ, trên Tinh Không Đạo Cực Tông hắn xếp thứ hạng 900 đó. Những cái tiếng bản tán xôn xao không ngừng vang. Tinh Không Đạo Cực bảng ai vào top 1000 đều là thiên kiêu cự phách. Về quy mô, Tinh Không Đạo Cực Tông quá lớn, đệ tử cực nhiều. Bạch Kiều Thần mở hé cửa sổ, thấy 10 cái tu sĩ trên trời, song đối phương là đứng trong đất tư nhân của mình thì an tâm ngây ngang ra ngoài. Người phương nào mà ồn ào vậy? Bạch Kiều Thần đứng trên lầu cao mày ngạo nghễ mở miệng. Ra ngoài cho ta! Bạch Kiều Thần vất tay áo, lá cờ 7 màu tỏa sáng lập tức, gió dục mây vần, trận pháp vận chuyển, đang định đuổi cả đám ra ngoài thì Lý Nguyên Thánh nhếch mép, trên tay xuất hiện ngọc giản, nhấn xuống một cái, trận tán. Hai chiếc đơn giản, sức mạnh của trận pháp nháy mắt biến mất. Bạch Kiều Thần kinh ngạc. Lý Nguyên Thánh nhoáng một cái quay người rực ánh lửa trắng như một cái ngọn ngồi sao bằng bay vào tới chỗ Bạch Kiều Thần. Thú vị kết đàn trung kỳ tản ra toàn bộ, nháy mắt xuất hiện trước mặt Bạch Kiều Thần. Đừng để ta nói lần thứ hai, cút khỏi đây! Lý Nguyên Thánh nhàn nhạt nói, ánh mắt lạnh tanh khinh miệt. Bạch Kiều Thần nhèo mắt, đối phương chỉ tu vị tương đương hắn, lúc này lại ra tay toàn lực, rõ ràng là chẳng những muốn đánh hắn còn là muốn phá hủy khách sạn. Bạch Kiều Thần tức giận, nơi này là nhà của hắn, đối phương là hung hăng tới như lũ cướp, đòi hủy diệt gia nghiệp, đương nhiên làm Bạch Kiều Thần giận dữ. Là ngươi phải cút! Bạch Kiều Thần bấm pháp quyết, hàn môn sướng niệm chí bùng ra, một luồng hàn khí kinh người tỏa ra, lấy hắn làm trung tâm đóng băng tứ phía. Oanh một chiều, thiên hỏa của Lý Nguyên Thánh va chạm hàn khí Bạch Kiều Thần, thiên hỏa lộ bùng tỏa ra xung quanh nhưng không đủ làm suy chuyển khách sạn, mà lại là bị đóng băng thành những cái bông hoa băng. Lý Nguyên Thánh biến sắc, cả người lạnh toát, hàn khí quỷ dị chui vào người rồi không thể trừ đi mà trở thành viên băng bi bằng băng, làm Lý Nguyên Thánh miệng ứa máu, ngay cả máu hắn vừa tràn ra ngoài cũng lập tức bị kết băng. Lùi lại, Lý Nguyên Thánh chưa nói xong, Bạch Kiều Thần ngẩng đầu phát lên, hàn khí bùng lên mãnh liệt bay vèo tới Lý Nguyên Thánh, tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái bằng hàn băng quét ngang, Lý Nguyên Thánh và đồng bọn đều biến sắc, cả đám đồng loạt ra tay, hư vô sụp đổ, một cái lỗ đèn xuất hiện định nuốt chửng Bạch Kiều Thần, nhưng Bạch Kiều Thần đột nhiên biến mất, thình lình xuất hiện sau lưng các kết đàn tu sĩ, sắc mặt âm trầm bừng bừng sát khí. Thuấn gì, không thể nào! Một cái tu sĩ kết đàn nhanh thất thành. Chương 403. Người dám làm ta bị thương? Ai lấy là mở mắt không tin. Đây tuyệt đối không phải là Thuấn Di. Kết đàn tu sĩ sao mà Thuấn Di được? Người này hoặc có trí bảo hoặc là có môn công pháp đặc thù. Mà người xôn xao khó trách hắn như thế. Thuấn Di chỉ có Nguyên Anh Trần Nhân mới là có thủ đoạn này. Là do tinh khí và thần và cả thiên địa dùng hợp một chỗ mới Thuấn Di được. Loại cách này dưới Nguyên Anh cơ bản không thể làm. Nếu mà có thủ đoạn nào đó mà làm được, đồng nghĩa với người đó cực kỳ khó chơi. Muốn vây giết người như vậy quả là chuyện vô cùng bất lực, vì họ muốn tới thì tới, muốn lùi thì lùi, chiếm tất cả chủ động chỉ trong ý niệm. Đám Lý Nguyên Thánh kinh hãi, con người rụt lại. Bạch Kiều Thần nhanh chóng thoát một kích liên thủ của đám kết đàn tù sĩ. Tầng băng ngoài khách sạn nhanh tan biến, tầng băng bảo vệ khách sạn không hề bị ảnh hưởng. Lật tay đóng băng ngàn trượng, nhất niệm tiêu tán thần thông. Tu sĩ Thanh Long Hội vô cùng phấn khởi, người vây quanh là kinh hãi nghẹn lời. Đám Lý Nguyên Thánh biến sắc nhìn Bạch Kiều Thần, ai cũng ngưng trọng. Tuy họ quần áo lụa, nhưng mà cũng là đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông, cũng có kiến thức nhận ra Bạch Kiều Thần không phải hạng thường. Nhất là sát khí của hắn làm Lý Nguyên Thánh ý thức được người tu sĩ này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhiều lần trải sinh tử. Lòng là thầm giận, trợn mắt nhìn Thiên Không Hội thủ lĩnh thầm hối hận. Mình xuống đây phe mình hơn 10 người, không làm gì được đối phương, sau này biến Lý Nguyên Thánh hắn làm trò cười trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Thiên Không Hội thủ lĩnh là run rẩy, biết Thanh Long Hội thủ lĩnh là kết đàn tu sĩ, không ngờ đối phương căn bản không phải kết đàn chi tu bình thường, mà đấu với 10 người cùng sai không rơi vào hạ phong lại là Thuấn Di tuyệt đỉnh. Cái này, Thiên Công Hội thủ lĩnh run run,
Mắt Lý Nguyên Thánh rực hẳn màng, thân thể nhoáng một cái cả người lại là tại không trung, hóa thành một cái người lửa bay thẳng phía Bạch Tiểu Thần. Sau lưng hắn 10 cái đàn tu sĩ triển khai thần thông, cả bầu trời rực sáng đủ màu. 10 tu sĩ cái đàn liên thủ công kích Bạch Tiểu Thần. Các người khinh người quá đáng! Bạch Tiểu Thần giận dữ bước ra một bước, hàn khí bùng phát, một cơn phong bạo lấy hắn làm trung tâm quét ngang tứ phương, cứng đối cứng, đối chiêu liên thủ 10 người. Bạch Tiểu Thần biến mất. Sau khi biến mất, sau lưng tu sĩ cái đàn một quyền đánh ra, tu sĩ cái đàn biến sắc, áo bào không gió mà bay, cứng rắn đối kháng một quyền của Bạch Tiểu Thần, cả người gã run bần bật, bị bắn lùi lại, máu tươi phun ra lập tức bị hàn khí trong nháy mắt chui vào, khiến máu tươi phun dài kết thành băng. Áo bào của hắn giúp kháng bớt không ít sức mạnh. Bạch Tiểu Thần nhíu mày, sức mạnh cơ thể của hắn không tầm thường. Kết đàn tu sĩ kia vội nhắc nhở những người khác. Khi hắn mở miệng, sau lưng Bạch Tiểu Thần là xuất hiện một cái cặp cánh, đập mạnh một cái, tốc độ hắn nháy mắt bạo tăng, tốc độ cực nhanh, chớp mắt xuất hiện trước mặt tu sĩ kia, cánh tay vung lên như chớp, túm tu sĩ kia ném mạnh xuống đất. Bình, tu sĩ bị ném xuống đất một cái tiếng thảm vang, tu sĩ kia bị đứt vỡ không ít xương cốt, rên rỉ trong hố sâu nhìn Bạch Tiểu Thần đầy sợ hãi. Bạch Tiểu Thần tiếp tục thuấn gì xuất hiện trước mặt tu sĩ thứ hai, lần này không dùng quyền mà dùng chân trái đạp cho một cước. Tu sĩ thứ hai vận toàn lực định chống cự, nhưng chân trái Bạch Tiểu Thần so với sức mạnh bất tử cần đập trúng vào eo gã, âm thanh như tiếng túi vỡ. Tu sĩ thứ hai mở mắt không kịp hô tiếng nào, thân thể bị lổ tung, máu tươi phun ra, bị một cước của Bạch Tiểu Thần đá văng đi trăm trượng, thắt lưng bị đá như xuyên qua. Vẫn chưa hết, xuất hiện những cái sợi tơ vàng quấn quanh người tu sĩ, tạo thành một loại cấm chế phong ấn tất cả tu vị, làm gã dường như trở thành phàm nhân. Một màn này làm các tu sĩ đứng xem khở đều là sợ hãi. Thành Nòng thủ lĩnh quá độc ác, trong chiêu thức còn ẩn chứa sức mạnh cấm chế. Mọi người chấn động, song trận chém giết chưa chấm dứt, Bạch Tiểu Thần chợt xoay người, bất tử trường sinh công bộc phát, tạo thành vòng bảo vệ cứng rắn kháng lại thuật pháp. Hai kết đàn tu sĩ công kích vào sau lưng, thần sắc hắn dữ tợn, chân trái vùng mạnh, hai tu sĩ đánh nén lở bị đá bay, tơ vàng lóng lánh, tiếng kèn két truyền ra, hai người này cũng bị gãy xương, một người hình như bị thương phổi, khục ra máu, cả người run lên, tu vị đều bị phong ấn. Một cái đỉnh to màu tím xuất hiện đánh vào người. Bạch Tiểu Thần thuấn gì tránh lé thần thông, xuất hiện sau lưng một cái tu sĩ đang định ra tay, thì tu sĩ khác phát hiện nhào nhào đánh tới. Bạch Tiểu Thần hừ một cái, triển khai hám sơn tràng, cả người như là bạo lòng, tông mạnh vào tu sĩ kia, khiến tu sĩ kia cả người đầy máu, không buột ra được tiếng nào, cả người bị hất văng đi, ngực lõm hẳn vào. Bạch Tiểu Thần bấm pháp quyết quay người qua đối mặt bà tu sĩ cách không, nhấn một cái, phong, chỉ một ý niệm hẳn bằng nhé mắt quách tán, hư vô trước mặt đều bị đóng băng, cả ba tu sĩ đều khựng lại. Bạch Tiểu Thần vọt tới, giơ chân trái ba miếng bịch bịch, ba người là phun máu bay ngược trở ra. Từ đến cuối chỉ sau mấy hơi thở, các tu sĩ lụa là đều bị đánh bại, chỉ còn lại Lý Nguyên Thánh và hai người nữa. Hai người này biến sắc run rẩy nhìn nhau, đồng loạt lùi lại, không tham dự cái chuyện của Lý Nguyên Thánh. Người xung quanh hết hồn, không ai dám lên tiếng, bị sự hung tàn của Bạch Tiểu Thần chấn nhấp. Lý Nguyên Thánh run rẩy, hơn 10 người chỉ trong mấy cái hơi thở, kẻ hôn mê, người bỏ chạy, kẻ trọng thương, chỉ mình hắn đứng giữa không trung. Bạch Tiểu Thần biết khống thống thuấn gì, lại có chiến lực kinh người cơ bản không thể đối kháng. Chán gã vỡ, vã ra mồ hôi, theo bản năng lùi lại. Người cũng xuống đây cho ta. Bạch Tiểu Thần vọt tới định bắt Lý Nguyên Thánh. Hắn tốc độ cực nhanh phối hợp với bằng hàn chi ảnh. Lý Nguyên Thánh vừa lùi lại, nhìn là thuấn gì xuất hiện trước mặt, tay phải giơ lên, sau lưng xuất hiện bất tử trường sinh công kim cương thần, cũng giơ tay phải tóm lấy Lý Nguyên Thánh. Hấp lực từ tay Bạch Tiểu Thần tràn ra, băng khí hạ xung quanh cuốn lại từ khắp lời, ép vào Lý Nguyên Thánh như là thập diện mai phục, làm Lý Nguyên Thánh biến sắc. Người dám làm tổn thương ta? Lý Nguyên Thánh, ta tới từ Thiên Nhân gia tộc, mặc kệ ngươi lai lịch là gì, trong vòng 3 ngày ta sẽ phải bắt ngươi cút khỏi Tinh Không Đạo Cực Tông. Lý Nguyên Thánh gầm lên,